Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường ngày 19 tháng 11 năm 2021 của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Tôi là Lương Duyên và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Văn Linh, chuyên gia từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và trong để chương trình của chúng ta diễn ra một cách suôn sẻ thì tôi xin phép được nhắc lại quý nhà đầu tư có tham gia chương trình ngày hôm nay là hãy tắt hết mic của mình để không bị gián đoạn trong khi mà chuyên gia và chương trình của chúng ta đang diễn ra. Và trước khi mà đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu đến quý nhà đầu tư về khóa học DTrade của chúng tôi. Như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì đó là khóa học DTrade. Khi mà quý nhà đầu tư tham gia khóa học này của chúng tôi thì khóa học sẽ giúp cho quý nhà đầu tư cải thiện được cái khả năng giao dịch của mình và quý nhà đầu tư sẽ tìm kiếm được cơ hội đầu tư có hiệu suất vượt trội trên thị trường. Ngoài ra thì khi tham gia khóa học này thì quý nhà đầu tư có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi. Các chuyên gia đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán để quý nhà đầu tư có thể nâng cao và cải thiện khả năng giao dịch của mình. Bên cạnh đó thì để quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ hơn về khóa học này của chúng tôi thì quý nhà đầu tư có thể truy cập vào đường link dacademy.vndirect.com.vn để có thể tìm hiểu sâu hơn về khóa học này. Thì tôi sẽ để đường link ở chat cho quý nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cập hơn ạ. Dạ vâng. Và tiếp theo chương trình của chúng tôi thì cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó là tôi xin phép được cập nhật về diễn biến thị trường ngày trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và phần thứ hai đó là phân tích của chuyên gia về diễn biến thị trường, xu hướng ngành và một số những cổ phiếu tiêu biểu. Và phần thứ ba đó là phần giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Sau đây thì trước khi tôi xin phép được đi vào phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Trong phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì tôi xin phép được cập nhật về thị trường. Như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy thì tôi xin phép được cập nhật về chỉ số VN Index hay là thị trường chung ngày hôm nay. Thì ở đầu phiên ngày hôm nay thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là tất cả các chỉ số đều tăng. Nhưng tuy nhiên thì đến khoảng 9:30 thì thị trường chúng ta đã nhún xuống một chút, sau đó thì đã đi lên khá là tích cực. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian giằng co và thị trường đã đi xuống trong thời gian đầu giờ sáng và tiếp đến thị trường đã có một phiên giảm rất mạnh vào trong buổi chiều ngày hôm nay. Giảm mạnh nhất của chúng ta lên đến là 42 điểm. Sau đó thì thị trường đã quay trở lại và đóng cửa ở mức đó là 1.452 điểm. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta thì thị trường giảm hơn 17 điểm, 17,48 điểm. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là có đến 124 mã tăng điểm và trong đó thì có 15 mã trần và có 346 mã giảm và có 22 mã sàn và 36 mã tham chiếu. Và bên cạnh đó thì nhà đầu tư có thể nhìn sang bên chỉ số VN30 ngày hôm nay thì quý nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy đó là ngày hôm nay thì chỉ số VN30 khá là tích cực hơn so với mọi phiên trước thì quý nhà đầu tư cũng nhìn thấy đó là lúc đầu phiên thì thị trường cũng khá là giằng co, dòng tiền có vẻ như hôm nay thì VN30 đã hút tiền hơn so với các nhóm Midcap và Penny. Thị trường đã tăng mạnh, VN30 tăng mạnh và sau đó thì cũng bị giảm điểm rồi cân bằng ở mức tham chiếu và VN30 ngày hôm nay đóng cửa ở mức là 1.500 điểm. Tuy nhiên thì mặc dù là bên chỉ số VN Index ngày hôm nay giảm đến 17,48 điểm nhưng bên chỉ số VN30 ngày hôm nay chỉ giảm 3,37 điểm mà thôi. Trong sổ VN30 ngày hôm nay thì có 17 mã giảm điểm và 11 mã tăng điểm. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuyển sang thanh khoản thị trường ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào các nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên màn hình. Ngày hôm nay thì thị trường chúng ta là đóng cửa ở sắc đỏ và các mã mà đã đóng góp vào thị trường và làm cho thị trường hôm nay tiêu cực nổi bật lên đó là mã cổ phiếu gas đã đóng góp vào việc giảm điểm của VN Index đến 5,6 điểm. Tiếp theo là HPG hôm nay cũng giảm rất là mạnh và đóng góp vào thị trường giảm điểm đó là khoảng 3,9 điểm. Ngoài ra thì có một số mã nữa đó là VHM, GVR, VIX, Vinamilk, HVN, Masan.
Và ở chiều ngược lại thì một số mã đã đóng góp, đã làm cho thị trường tăng điểm ngày hôm nay, đã cân bằng lại thị trường. Nổi bật lên đó là mã cổ phiếu HDB, với hôm nay đóng cửa là một phiên trần của cổ phiếu rất là đẹp. Bên cạnh đó là có những cổ phiếu là GEX, BID, CTG, SSI, DIG. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thanh khoản của thị trường ngày hôm nay. Như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đó là thanh khoản thị trường ngày hôm nay của chúng ta rất là vượt trội, tăng vượt trội. Đóng cửa ngày hôm nay thì giá trị thanh khoản của chúng ta lên đến là 43.000, cao hơn so với phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua chỉ là 32.882 tỷ thôi ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đi vào xem về khối ngoại ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy đó là một phiên bán ròng của khối ngoại, thì lên đến là khoảng bán ròng khoảng 800 tỷ ngày hôm nay. Trong đó thì hôm nay bán ròng mạnh, rất là mạnh, đến từ cổ phiếu Hòa Phát. Giá trị bán ròng lên đến là 283 tỷ. Bên cạnh đó thì có VB Bank 179 tỷ, Vinamilk 106 tỷ, VHM 8 tỷ. Và ở chiều ngược lại, mua dòng ngày hôm nay nổi bật lên đó là mã CTG, mua dòng lên đến là 104 tỷ, GAT 59,6 tỷ và VRE đến 74 tỷ. Và quay trở lại với thị trường ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là chỉ số VN 30 thì tâm điểm ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là ngược chiều lại so với các dòng chứng khoán, bất động sản hay dầu khí, đạm thì hôm nay có một xu hướng giảm. Nhưng tuy nhiên, ở chiều ngược lại đó là sự nỗ lực của dòng banh đã cân bằng lại thị trường một chút. Nhưng tuy nhiên thì thị trường của chúng ta vẫn đóng cửa giảm điểm. Quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy dòng banh ngày hôm nay, tất cả các cổ phiếu dòng banh hôm nay đóng cửa sắc xanh, và nổi bật lên đó là Ngân hàng Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đó là HDB, đóng cửa hôm nay tăng trần và đóng cửa ở mức đó là 30,2 điểm. Ngoài ra thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy sang một số dòng như là dòng dầu khí ngày hôm nay thì đóng khá là tiêu cực. Ở đây đó là hôm nay thì có một số mã giảm điểm rất là mạnh như là GAT giảm điểm đến 7,8 điểm đến 6,9%. BVD ngày hôm nay giảm 6,9 điểm. Thì cái việc mà dẫn đến sự điều chỉnh giảm sâu của dòng dầu khí ngày hôm nay là do giá dầu thô của quốc tế đã chịu áp lực điều chỉnh rất là mạnh. Và ngoài ra thì quý nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy sang nhóm cổ phiếu chứng khoán ạ. Thì nhóm cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay thì so với ở đầu phiên thì cũng diễn biến khá tích cực, nhưng tuy nhiên đến cuối phiên thì hôm nay cũng đã điều chỉnh so với phiên ngày hôm qua. Hay là nhóm bất động sản thì quý nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy đó là một số mã tăng điểm của ngày hôm qua, là có một số mã là trần như DIG hay là, thì ngày hôm nay thì cũng đã đóng cửa một sắc đỏ và giảm điểm khá là mạnh. Như vậy thì chúng ta nhìn vào dòng tiền thì có thể thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số VN30 đã hút tiền và giảm tiền dòng tiền ở một số chỉ số về các mã cổ phiếu Midcap và Penny. Như vậy là tôi đã thống kê qua một chút về diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây thì xin mời anh Linh sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn chuyên sâu hơn về thị trường, về xu hướng ngành và một số mã cổ phiếu tiêu biểu ạ. Xin mời anh Linh ạ. Cảm ơn Duyên. Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái chương trình về thị trường ngày hôm nay. Thị trường của chúng ta ngày hôm nay đã chứng kiến một cái phiên giao dịch khá là bất ngờ, đúng không ạ? Trong phiên thì thị trường có những cái thời điểm mà tăng rất mạnh trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sau đó, cái nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm thì các cổ phiếu, nhóm cổ phiếu penny, midcap mà có thời gian tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi tiếp tục bị áp lực bán khá là mạnh. Thì vừa rồi bạn Duyên cũng điểm qua về khá là đầy đủ các nhóm, cái biến động của các nhóm ngành trong phiên ngày hôm nay. Thì Linh chỉ xin bổ sung thêm một chút là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng ấy, là cái nhóm mà anh chị thấy rằng là phiên ngày hôm nay cái thời điểm mà thị trường tăng mạnh thì nó cũng đến từ các cổ phiếu ngân hàng, trong đó có những cổ phiếu như ACB này, BID Công Thương, Techcombank, hay là trường hợp đặc biệt là của HDBank. Các cổ phiếu này đã duy trì cái tín hiệu nó khá là tích cực trong phiên sáng,
và cái nhịp giảm mạnh ở phiên chiều ấy, chúng ta có thấy quan sát thấy là các cổ phiếu ngân hàng này cũng có thời điểm bị bán khá là mạnh khi mà cái điểm số của thị trường ấy, nó giảm, có lúc nó giảm đến 30-40 điểm đúng không ạ? Tuy nhiên thì sau đó các cổ phiếu này đã rất nhanh chóng để trở lại, như ACB này rồi công thương vẫn tiếp tục đóng cửa được ở cái mức giá xanh trong ngày hôm nay, tầm tăng hơn 2%, hay là các cổ phiếu HD Bank thì đóng cửa mức trần, rồi STB, Techcombank, VP và Vietcombank cũng đều tăng từ quanh 1%. Thì phiên ngày hôm nay là chúng ta hồi tưởng đến cái phiên ngày 3/11, khi là một cái phiên mà chỉ số VN Index giảm khá là mạnh, nhưng mà ngược lại thì chỉ số VN30 của chúng ta phiên ngày hôm đó lại tăng hình như là 8-9 điểm trong phiên ngày hôm đó, và cũng nhìn thấy cái sự rất tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng ở cái phiên giao dịch ngày hôm đó. Thì phiên ngày hôm nay nó cũng gợi lại cho chúng ta một phần nào cái diễn biến của cái phiên giao dịch ngày hôm đó. Rất nhiều anh chị nhà đầu tư có hỏi rằng là cái phiên ngày hôm nay thì có liệu có phải là cái phiên mà gọi là chủ động kéo cái nhóm cổ phiếu ngân hàng lên để mà chốt lời các nhóm cổ phiếu khác ở trên thị trường hay không? Thì chúng ta tách bạch một chút câu hỏi này thành hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta kéo ngân hàng để chốt của các nhóm khác đúng không ạ? Thì câu trả lời là thị trường hay là các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi bị chốt khá mạnh. Câu đấy là rất là đúng, thể hiện qua cái việc là các cổ phiếu trong các nhóm ngành đó đều giảm khá mạnh, và thanh khoản trên thị trường cũng có cái sự gia tăng khá mạnh ở cái nhịp rung lắc mà trong phiên buổi chiều. Tuy nhiên thì cái vế thứ hai là liệu cái cổ phiếu ngân hàng chỉ kéo lên để mà chốt các khoản khác ấy có đúng hay không, thì chúng ta cần phải theo dõi thêm cái diễn biến của nhóm ngân hàng trong thời gian tới. Và đối với Linh phiên ngày hôm nay, nếu mà chúng nhìn nhận với phiên dịch hôm nay là một phiên giao dịch mà cá nhân mình thấy nó cũng khá là bình thường, bởi vì là như trước cũng có chia sẻ với anh chị ấy, thì cái thời điểm mà vừa rồi chúng ta thấy cái thời điểm mà nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, là nhóm cổ phiếu mà đại diện cho cái vốn hóa của thị trường ấy, thì gần như là không hút được dòng tiền. Trong khi đó thì các cổ phiếu penny hay là mid cap trong giai đoạn vừa rồi, thậm chí có những cổ phiếu tăng rất là mạnh trong cái thời gian vừa rồi, thì đó sẽ khiến cho cái việc là cái dòng tiền ấy, nó đang đổ vào những cái nhóm cổ phiếu mà nó tăng khá là nóng trong thời gian vừa rồi, nó không đúng với cái bản chất của thị trường. Trong khi thì các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là có cái nhóm cổ phiếu mà chiếm tỷ trọng lớn ở trên thị trường hiện nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng, nó lại đang bị dòng tiền gần như rất là không chú tâm, đúng không ạ? Thì những cái phiên như này có thể là những cái phiên mà nó sẽ nắn dòng tiền, tức là sẽ nắn dòng tiền từ những cái dòng như mid cap penny mà đã tăng mạnh ra rồi, để nó chuyển dịch sang những cái cổ phiếu là nhóm ngân hàng ấy, là cái nhóm mà chưa tăng ở trong cái nhịp vừa rồi. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái mức độ lan tỏa dòng tiền ấy, thì dòng tiền gần như đã lan tỏa sang gần hết các nhóm ngành trên thị trường rồi, penny, mid cap đúng không ạ, và chỉ còn lại cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thôi, là cái nhóm mà đang ngắn hạn thì đang bị thị trường hắt hủi, đúng không ạ? Trong khi đó các cổ phiếu vốn hóa lớn khác thì chúng ta để ý như là GVR này, rồi Khang Điền này, hay là những bán lẻ Thế Giới Di Động, PNG, rồi GAS, FPT là những nhóm tăng khá là tốt trong thời gian vừa rồi. Còn nhóm ngân hàng và nhóm dòng Vingroup, hai cái nhóm mà gần như là, đặc biệt là Vinhome, đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư bảo tại sao một cổ phiếu tốt như Vinhome thì lại không hề tăng giá trong giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Thì cá nhân Linh nghĩ rằng là chúng ta nên theo dõi thêm cái diễn biến của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong các phiên sắp tới. Nếu cái nhóm này vẫn tiếp tục duy trì được cái tín hiệu tích cực ấy, thì đây là một cái tín hiệu cho thấy là dòng tiền đang có sự chuyển dịch từ cái nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng mạnh thời gian vừa rồi để sang cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Là chúng ta sẽ nhìn qua về một vài cổ phiếu ngân hàng trong phiên ngày hôm nay. Đây chúng ta nhìn thấy nó có sự khá là tương đồng so với cái phiên ngày 3/11 đúng không ạ? Cái phiên mà nhóm ngân hàng tăng khá là tích cực, và phiên ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy cái dấu hiệu khối lượng trở lại. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng giá của các cổ phiếu ngân hàng hôm nay thì nó sẽ không được bằng như cái thời điểm trước, khi mà rõ ràng cái mức độ giảm của thị trường ở thời điểm ngày hôm nay này nó khác hoàn toàn so với cái thời điểm ngày 3/11, đúng không ạ? Hay là một vài cổ phiếu công thương, chúng ta nhìn cái trạng thái công thương này, gần đây chúng ta nhìn cái trạng thái công thương nó khá là tích cực. Tại sao lại như thế? Bởi vì là cái số lượng mà kênh đến ấy, tăng giá hay nói khác là số lượng cái phiên tăng giá của cổ phiếu công thương trong thời gian gần đây này nó khá là tích cực, nó khá là tốt. Bên cạnh đó, những cái phiên điều chỉnh giảm, chúng ta nhìn thấy cái mức độ giảm của cổ phiếu này nó không nhiều.
Và cái thứ hai là cái khối lượng giao dịch, chúng ta cũng nhìn thấy cái sự trở lại khá là tốt của khối lượng giao dịch trong thời gian gần đây. Thì đấy là những cái nhìn của Linh về những các cổ phiếu ngân hàng ở trong cái nhịp hiện tại. Tất nhiên thì chúng ta nhìn về một cái xu thế chung của nhóm ngân hàng thì nhóm này nó vẫn đang trong một cái xu hướng giảm hoặc là xu hướng đi ngang trong thời gian vừa rồi, và nó cũng chưa có một cái sự tiến triển khá là tích cực để tiếp diễn cho xu hướng tăng. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn về góc độ giao dịch của cổ phiếu ngân hàng ấy, trong thời gian gần đây thì rõ ràng cái mức độ tích cực của nhóm này đang tăng dần, thể hiện qua cái mức độ biến động giá và khối lượng giao dịch. Do đó thì anh chị nên quan sát thêm cái diễn biến của nhóm này trong tuần tới, xem thứ nhất là cái mức độ tăng giá của nhóm này nó có còn tiếp tục duy trì được nữa hay không, và cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó có tiếp tục gọi là, hay là dòng tiền nó có tiếp tục đổ vào của nhóm này không, thể hiện qua cái khối lượng giao dịch cổ phiếu này nó có tăng dần theo thời gian hay không. Thì đấy là những cái dấu hiệu để chỉ cho những cái rằng dòng tiền nó đang có sự dịch chuyển từ những cái cổ phiếu chốt lời, những cổ phiếu mà đã tăng nóng thời gian vừa rồi như dòng penny, midcap, nó chuyển sang cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, để chúng ta có thể gọi là đi theo cái dòng tiền để chúng ta đầu cơ trong ngắn hạn, đúng không ạ? Còn nhìn về cái diễn biến của thị trường chung trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là ngày index hôm nay là một phiên mà bị chốt khá là mạnh, đúng không ạ? Có cái thời điểm mà số đã về lại thấp nhất ở cái vùng 1434 điểm, và cuối phiên có cái sự hồi phục trở lại và vẫn đóng cửa trên cái trung bình 20 phiên, khối lượng giao dịch tăng rất là mạnh so với cái các phiên dịch trước đó. Thì đơn thuần chúng ta nhìn thấy là cái áp lực chốt lời của trên cái VN Index ngày phiên ngày hôm nay nó khá là lớn, đúng không ạ? Thể hiện qua cái một cái biên cái biên độ biến động giá, tức là cái nến nó khá cái nến cái thân nến nó khá là lớn và cái khối lượng giao dịch to. Chỉ số VN30 thì sau ngày hôm qua là cái ngày VN đáo hạn phái sinh ấy, thì Linh kỳ vọng rằng là phiên ngày hôm nay chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng, khi mà cái phiên ngày hôm qua cái phiên mà thuần về góc độ đáo hạn của phái sinh thôi. Và cái điều đó nó đã xảy ra trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, khi mà có cái thời điểm mà chỉ số VN30 đã tăng đến mức 1520 điểm. Tuy nhiên thì sau đó cái áp lực bán mạnh phiên chiều khiến cho chỉ số này đã có lúc về test lại cái vùng cái đường MA50, chính là cái vùng mà trước đó Linh Nhật còn chốt đổi anh chị, là cái vùng hỗ trợ của chỉ số VN30. Nếu nó không giữ được quanh cái vùng 1515-1520, đâu đó quanh 1480 sẽ là vùng hỗ trợ của VN30, đúng không ạ? Và cây nến ngoài của VN30 cũng cho chúng ta thấy rằng là mức độ biến động trong phiên của cái chỉ số này, phiên này khá là lớn. Và cái sự giằng co ấy, cái sự giằng co thể hiện qua cái việc là cái thân nến nó khá là nhỏ, và hai cái gọi là bức trên và bức dưới của nến ấy, nó khá là dài, cho thấy rằng là cái áp lực của bên mua và bên bán ở phiên ngày hôm nay nó khá là giằng co, nó khá là cân bằng, và chúng ta sẽ cần phải chờ một cái tín hiệu xác nhận tiếp theo, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, cái nhóm mà Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ cần sự quan tâm đặc biệt trong tuần tới để chúng ta xác định xem cái xuống tiếp theo của thị trường như thế nào. Về các nhóm cổ phiếu mà đã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi như dòng chứng khoán SSI hay là VND rồi VCI, SSS, thì hôm nay cái nhóm này, cổ phiếu nhóm này cũng bị chốt lời thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái nhóm này gần như là đã tăng khá là tốt trong cái thời gian vừa rồi, trong khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong giai đoạn vừa rồi gần như là không tăng. Nếu anh chị nắm giữ vốn hóa lớn thì gần như anh chị không tài khoản không tăng được luôn, đúng không ạ? Trường hợp của nhóm cổ phiếu ngành thép thì phiên nay tiếp tục nổ phiên rất là tiêu cực. Đấy, trường hợp của Phát tiếp tục một cái nến giảm đến gần 4% và có khối lượng. Thì như hôm trước có chia sẻ với anh chị, cái vùng hỗ trợ của Phát nó sẽ nằm đâu đó quanh cái vùng từ 44 đến 46 này. Thứ nhất là nó là cái vùng hỗ trợ trước đó ở đây, và thứ hai đó là cái tổ hợp của cái đường trung động của 200 ngày. Thì đây là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn cho Hòa Phát trong thời gian tới, và chúng ta kỳ vọng rằng Hòa Phát sẽ có phần đánh giá vùng này. Tất nhiên nó chỉ nằm ở kỳ vọng thôi. Và đang ở một cái trạng thái rơi như này thì anh chị không ngắn hạn thì chúng ta không dại gì chúng ta nhảy và chúng ta mua những cổ phiếu mà nó đang giảm mạnh, không khác gì chúng ta bắt cái sao rơi, hay là hoa sen cũng thế. Càng ngày chúng ta thấy là cái biên độ giảm của cổ phiếu này nó càng lớn, thể hiện qua cái thân nến nó khá là dài, đúng không ạ? Có khối lượng giao dịch hay năm kim thì nhìn thấy là cái này là anh chị thấy ngắn hạn là nhóm phép này chúng ta sẽ tạm thời chúng ta bỏ qua rồi, chúng ta sẽ ngắn hạn chúng ta sẽ bỏ qua cái nhóm này, bởi vì nhóm này ít nhiều nó sẽ phải cần một thời gian trước khi nó sẽ trở lại, đúng không ạ? Nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay thì có trường hợp của gas cũng khá là tệ, khi mà cổ phiếu này đã phá vỡ những cái vùng mà trước đó là cái vùng mà đồ đã quanh 110, cổ phiếu đã giữ được và thiết lập một cái đỉnh cao mới. Tuy nhiên cái phiên hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu giảm điểm, đóng cửa gần mức giá sàn, khối lượng rất là lớn, do đó thì nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục nó có cái gọi là cái
cái đà giảm trong thời gian tới, và nó có thể hoàn toàn có thể về lại quanh cái vùng giá 95 đến 97 trong thời gian sắp tới ở nhóm này. Hay một vài cổ phiếu như PVD, một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh trong thời gian vừa rồi, thì việc ngày nay chúng ta thấy có một cái phiên trả lại khá là mạnh cổ phiếu này. BSR cũng thế, giảm khá là mạnh, đúng không ạ? Các cổ phiếu như là phân bón, như hôm qua là một cái phiên giảm, thì hôm nay tiếp tục có một cái phiên giảm của nhóm phân bón. Nhìn chung thì hầu như các cổ phiếu midcap đã tăng, hay là penny đã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi. Hai nhóm cổ phiếu về bất động sản, như trường hợp của Đích Tập này, rồi trường hợp của Nam Long này, đó thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là các cổ phiếu này nó đang có cái dấu hiệu nó tạo đỉnh ngắn hạn và đang trong cái giai đoạn phân phối để đi xuống, đúng không ạ? Liên tục xuất hiện cái nhịp kéo tăng hồi trở lại, tuy nhiên khối lượng rất là thấp và cái thân nến cũng khá là nhỏ, trong khi những cái phiên giảm chúng ta nhìn thấy khối lượng tăng mà thân nến tăng, thân đến dài, thì cho thấy rằng là cái áp lực bán nó đang khá là chủ động ở vùng giá này. Do đó những cái cổ phiếu này thì ngắn hạn tốt nhất chúng ta chưa nên tham gia vội những cổ phiếu này. Rồi những cổ phiếu như là bất động sản khu nghiệp như Kinh Bắc này, rồi SSC, chúng ta nhìn thấy GVR, thì đều là những cổ phiếu này thì đều là cái trường hợp mà nó khá là cái áp lực chốt lời đến phiên ngày hôm nay nó tiếp diễn, khi mà thời gian trước đó ngày 3 tháng 11 là cái phiên đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy một cái sự gọi là chốt lời chủ động của các nhà đầu tư trên thị trường. Hay là các cổ phiếu về nhóm cảng biển là cái nhóm mà chúng ta cũng khá là kỳ vọng trong thời gian tới, tuy nhiên trường hợp tích cực nhất là Hải An này, cổ phiếu phiên hôm nay T3 của cái nến tăng này, thì cổ phiếu đã về lại cái vùng tích lũy trước đó rồi. Hay trường hợp của Simdev cho thấy là ngắn hạn những cái nhóm cổ phiếu midcap này đang cho thấy là dòng tiền nó có cái dấu hiệu rút ra khá là quyết liệt ở nhóm này, đặc biệt những nhóm đã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi. Chốt lại thì Linh nghĩ rằng là cái phiên hôm nay nhìn thuần về mặt giao dịch thì chúng ta thấy rằng tiếp tục là phiên chịu cái áp lực chốt lời khá là mạnh của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Và với cái chỉ số VN Index, tất nhiên chúng ta có cái gọi là cơ sở để chúng ta chờ một cái sự phản ứng giá ở cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt qua 1425 điểm của chỉ số VN Index, và hiện tại đây là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số này trong thời gian tới để chúng ta xem phản ứng giá như nào. Chỉ số VN30 thì phiên nay là phiên giao dịch khá là giằng co, với cái sự trở lại cũng khá là kịp thời và bất ngờ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, và chúng ta cần theo dõi thêm cái diễn biến của ngành ngân hàng, của nhóm ngân hàng trong thời gian tới để chúng ta quan sát xem cái dòng tiền nó có thực sự nó chốt lời cái nhóm cổ phiếu penny midcap để chuyển sang cổ phiếu ngân hàng hay không, để anh chị có thể cân nhắc để chúng ta dành cái sự quan tâm của mình trong nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì Linh xin phép hết cái phần trao đổi về thị trường và dành thời gian cho cái phần giải đáp câu hỏi. Vâng, rất cảm ơn anh Linh đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều những cái kiến thức bổ ích, hay là những cái nhìn chuyên sâu hơn về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh Linh cũng đã chia sẻ cho quý nhà đầu tư về chỉ số, về thị trường chung, đó là chỉ số VN Index ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì anh Linh cũng chia sẻ cho quý nhà đầu tư cần theo dõi hơn về nhóm ngành ngân hàng trong thời gian sắp tới. Và có hai điểm mà anh Linh có lưu ý cho quý nhà đầu tư để có thể chủ động quan sát. Thứ nhất đó là về tốc độ tăng của nhóm ngân hàng trong thời gian tới, và đặc biệt là đến cái dòng tiền thông qua khối lượng giao dịch có chuyển sang các cổ phiếu ngân hàng hay không, để quý nhà đầu tư có thể thấy được cái dấu hiệu để mình có thể mua nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Bên cạnh đó thì anh Linh cũng đã chia sẻ về các nhóm cổ phiếu như chứng khoán, thép, dầu khí, phân bón và bất động sản. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3 của chương trình ngày hôm nay, đó là phần giao lưu câu hỏi cùng với quý nhà đầu tư. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư hãy đặt câu hỏi ở trong phần chat và anh Linh sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư ạ. Trước khi mà chúng ta chuyển sang phần câu hỏi thì Duyên xin được nhắc lại với quý nhà đầu tư về khóa học đi trade của chúng ta. Đó là như Duyên sẽ chia sẻ cái màn hình đấy luôn, được không ạ? Đó là về khóa học đi trade của chúng ta, để thì quý nhà đầu tư có hãy tham gia vào khóa học đi trade của chúng tôi để có thể cải thiện được cái khả năng giao dịch của mình và tìm kiếm được cơ hội đầu tư có hiệu suất vượt trội trên thị trường chứng khoán. Và bên cạnh đó, khi mà quý nhà đầu tư tham dự vào khóa học này của chúng tôi thì quý nhà đầu tư sẽ có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của VN Direct. Và để tìm hiểu rõ hơn thì quý nhà đầu tư hãy truy cập vào đường link dacademy.vndirect.com.vn mà Duyên có để trong chat để tìm hiểu kỹ hơn về khóa học này. Và sau khi mà quý nhà đầu tư
Học xong khóa học này thì quý nhà đầu tư sẽ nhận được một chứng chỉ của VN Direct, đó có tên đó là Trader Pro, rằng quý nhà đầu tư đã trải qua cái khóa học này, khóa học đi trade của chúng tôi ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của nhà đầu tư Nguyễn Văn Phúc có đặt cho chương trình, đó là: cho em xin hỏi nhận định nắm dài hạn của HPG giá hiện tại có mua được không ạ? Thì trong chương trình của chúng tôi thì anh Linh đã nói qua cái nhìn tổng quan về ngành thép trong thời gian vừa qua, thì và trong tương lai thì quý nhà đầu tư có thể ra quyết định để mua hay bán hay không. Nhưng chi tiết thì anh Linh có thể chia sẻ với nhà đầu tư về các mã cổ phiếu như là HPG hay là NKG, HSG trong nhóm ngành thép, để một số quý nhà đầu tư tuyên thấy là có đặt câu hỏi về HSG và NKG ở dưới thì sẽ giải đáp luôn ở trong câu hỏi này ạ. Xin mời anh Linh. Trả lời về chung về nhóm ngành thép ý, thì anh chị như hôm qua như hôm trước Linh có trao đổi với anh chị thì nhóm thép hiện nay thì đang có một cái áp lực khi mà cái giá thép xây dựng trên thị trường Trung Quốc ý, giảm khá mạnh trong cái giai đoạn từ cuối tháng 9 đến hiện tại, cộng thêm với cái việc là cái tình hình bất động sản của Trung Quốc, rồi Trung Quốc dự định sẽ đánh thuế cái bất động sản thì khiến cho cái nhu cầu bất động sản nó trên thị trường Trung Quốc ý, nó giảm và nó ảnh hưởng đến cái tình hình gọi là tiêu thụ thép, nhu cầu thép ở trên thị trường thế giới. Và điều này nó sẽ tác động đến những cái doanh nghiệp thép trong nước của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nhìn về mặt nhìn dài hạn hơn một chút về câu chuyện ngành thép ấy, thì mình nghĩ rằng là ngành thép vẫn là ngành nó khá là sáng thời gian tới. Tại vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về đầu tư công nó sẽ rất là rõ rệt trong giai đoạn từ 2022 cho đến 2025. Thì trong đó những cái cổ phiếu về vật liệu xây dựng, trong đó nhóm cổ phiếu ngành thép là một cái nhóm cổ phiếu mà nó sẽ được hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công đó. Và cái thứ hai là cái câu chuyện từ cái việc mà chuyển dịch sản xuất hay là hạn chế những ngành nghề mà ô nhiễm từ Trung Quốc ấy, nó sẽ khiến cho những cái nó tạo cái dư địa cho những cái ngành xuất khẩu thép của Việt Nam, đặc biệt như là thuộc hợp pháp và sen, thì sẽ có nhiều cái dư địa để chúng ta có thể tăng trưởng sản lượng trong thời gian tới. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ là nếu mà chúng ta view ở góc độ nó dài một chút ấy, thì ngành thép vẫn là một ngành mà chúng ta đáng quan tâm, đúng không ạ? Thì còn bây giờ chúng ta cùng đi nhìn vào cái gì về ngắn hạn của nhóm này như thế nào. Thì ngắn hạn rõ ràng là nhóm cổ phiếu ngành thép này thì chúng ta đã cùng trao đổi với nhau là nó khá là xấu trong ngắn hạn, đúng không ạ? Và nếu anh chị nào đã đang giao dịch ngắn hạn nhé, thì Linh vẫn nhắc lại là chúng ta tốt nhất chúng ta không chưa nên quan tâm đến nhóm cổ phiếu này. Vì cái nhịp giảm của nó này, anh chị đấy, nhịp giảm nó đang khá là mạnh và dốc này. Nó khá là mạnh và dốc và cái nến nó càng ngày nó càng lớn dần này. Thì không dại gì chúng ta nhảy và chúng ta mua khi mà cổ phiếu nó đang trong một cái đà rơi mạnh với một cái gia tốc rất lớn thể hiện qua cái khối lượng giao dịch này, đúng không ạ? Chúng ta không dại gì, đúng không ạ? Còn nếu mà trong trường hợp anh hỏi câu hỏi này về mua vào Hòa Phát cho cái dài hạn này, thì tất nhiên Hòa Phát là một cái doanh nghiệp mà tốt, gần như là tốt nhất ở trong cái nhóm ngành nhánh thép, đúng không ạ? Có rất nhiều cái lợi thế cạnh tranh, kết quả kinh doanh tốt, đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn là một cổ phiếu để chúng ta nắm giữ trong dài hạn. Khi mà cái ngành thép ấy, như Linh vừa chia sẻ, nó vẫn là cái ngành mà chúng ta có rất nhiều dư địa để chúng ta tăng trưởng trong thời gian tới. Thế vấn đề là câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ mua vào cái giá nào để chúng ta có lợi thế cho việc nắm giữ, đúng không ạ? Tất nhiên khi anh chị nắm giữ cổ phiếu ấy, mà anh chị mua được vào với một cái mức giá vốn nó tốt ấy, thì chúng ta sẽ có cái tâm lý chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Thay vì chúng ta mua dài hạn, nắm giữ dài hạn nhưng mà chúng ta mua lại ở vùng đỉnh này, thì một cái cú áp lực điều chỉnh ngắn hạn này nó ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ từ 58 về đến 48 bây giờ cũng đâu đó gần 20% rồi, đúng không ạ? 15-20% rồi, thì nó là một cái nó ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Do đó thì cái việc mà anh chị tìm cái điểm mua hợp lý ở cổ phiếu Hòa Phát, Linh nghĩ là nó khá là phù hợp ở thời điểm này. Thì như anh Linh vừa chia sẻ lúc đầu ấy, thì Linh đang kỳ vọng là cái vùng đâu đó quanh 44-46 này sẽ là cái vùng mà ở đó ngắn hạn nhé, ngắn hạn Linh chia sẻ ngắn hạn là Hòa Phát nó sẽ có phần hưởng giá ở đây. Nhiều khả năng nó sẽ có phần đường giá đây khi mà nó là hội tụ của hai cái đường hỗ trợ này. Đó là đường hỗ trợ ngang và thứ hai là cái đường trung bình động của 200 phiên. Thường thường là các cổ phiếu blue chip ấy, khi mà các cổ phiếu blue chip nó giảm về cái đường trung bình động của 200 phiên ấy, thì thường nó sẽ có phần đường giá, tức là sẽ bật tăng trở lại từ cái điểm đó. Thì đó là cái link quan sát được trong cái lịch sử để chia sẻ thêm để anh chị có thông tin. Thì nếu mà trường hợp anh mua vào Hòa Phát cho dài hạn ấy, thì chúng ta sẽ cần quan sát. Anh có thể, nếu anh chưa có vị thế, anh hoàn toàn có thể mở vị thế ở những cái vùng đâu đó quanh cái vùng 44-46 là cái vùng mà chúng ta đang kỳ vọng rằng cổ phiếu nó sẽ có phản ứng giá. Nhưng mà anh chị chỉ nên giao dịch, chị chỉ mua một phần thôi và chúng ta sẽ chờ những phản ứng giá
tất nhiên nó sẽ phải có một cái vùng tích lũy ở đây này. Nó phải cần phải có một cái giai đoạn nó tích lũy ở quanh cái vùng giá này. Thì khi đó, tức là nó tạo một cái vùng giá cân bằng, thì khi đó thì chúng ta mới nên mua gia tăng vị thế. Còn việc chúng ta mua ở đây, chúng ta chỉ là mua để chúng ta lấy vị thế cho cái dài hạn thôi. Đúng không ạ? Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Hòa Phát. Các cổ phiếu khác như Hoa Sen thì cá nhân Linh nghĩ vẫn là trường hợp y như Hòa Phát thôi. Chúng ta vẫn còn những cái ngắn hạn, giao dịch ngắn hạn ở cổ phiếu này nó khá là rủi ro. Cổ phiếu khi mà cái dư địa rơi rất là lớn như Hoa Sen này, chúng ta thấy là có cái vùng ở đâu đó quanh 33 đến 34 này, sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát trong một vài phiên sắp tới xem nó có phản ứng giá vùng này không. Vì đó là cái đây, vì đây là cái vùng mà trước đó nó là vùng hỗ trợ của Hoa Sen. Hỗ trợ bởi vì nó hỗ trợ cái đáy này, nó tạo cái đỉnh cao mới. Do đó cái đáy này nó rất là quan trọng. Nếu cái đáy này nó mà tiếp tục bị phá vỡ thì cái rủi ro giảm tiếp của Hoa Sen trong thời gian tới sẽ rất là lớn. Hay trường hợp của Nam Kim cũng thế ạ. Nam Kim thì chúng ta thấy là cũng giảm khá là mạnh từ đỉnh, đúng không ạ? Và cái đây là cái, và cái vùng này là cái vùng mà Nam Kim cũng cần phải giữ được cái vùng này trong thời gian tới. Nếu mà vùng này mà bị vi phạm thì nhiều khả năng Nam Kim sẽ tiếp tục rơi và nó có những cái vùng hỗ trợ của nó tận ở dưới này cơ. Đó. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về góc nhìn ngắn hạn của cổ phiếu Hoa Sen hay là Nam Kim. Tốt nhất ngắn hạn anh chị nên chưa nên vội tham gia ở cổ phiếu này. Tối thiểu chúng ta phải cần chờ, thứ nhất là nó về lại cái vùng hỗ trợ. Cái thứ hai là chúng ta chờ có cái sự phản ứng giá ở vùng hỗ trợ. Và cuối cùng chúng ta chờ một cái phiên xác nhận tăng trở lại, thì khi đó chúng ta mới nên tham gia. Thì cái mức độ rủi ro của chúng ta nó sẽ giảm đi rất nhiều hơn là việc chúng ta bắt cái dao rơi, tức là chúng ta mua những cổ phiếu mà đang trong một cái xu hướng giảm, gọi là trong một cái nhịp giảm rất là mạnh như nhóm thép hiện tại. Dạ vâng, cảm ơn anh Linh ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư, đó là Nông Khánh Huyền. Bạn có đặt đó là các anh chị cho tư vấn về chiều giữ của cổ phiếu SBS, SSI và VDS. Đây là nhóm cổ phiếu chứng khoán đã có một phiên giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vậy thì xin mời anh Linh có thể chia sẻ về các mã cổ phiếu này ạ. Nhóm chứng khoán thì nếu anh chị quan sát ấy, tất cả cổ phiếu nhóm chứng khoán ấy, thì đều đã vượt đỉnh. Đều đã vượt đỉnh hết cả. Từ VCI, HCM đúng không ạ? Đều đã vượt đỉnh ngắn hạn hết. Do đó những phiên biến động ngày hôm nay này thì một phần nó cũng sẽ đến từ cái việc là cái áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi họ đã mua được những cái vùng giá này, này. Bởi vì trong cả quá trình mà anh chị, trong cả một quá trình mà cổ phiếu này đi lên này, nó chưa có một cái phiên điều chỉnh nào đủ lớn, chưa có một cái nhịp điều chỉnh nào đủ lớn để nó rũ bớt cái lượng cung mà đã mua được ở vùng giá rẻ này. Do đó thì cái việc mà nhóm cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh ở cái phiên ngày hôm nay thì nó điều hoàn toàn dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Hoàn toàn bình thường thôi. Và nếu mà anh chị đã có một cái lợi thế ở mức gọi là giá vốn mà thấp ấy, ví dụ trường hợp SSI mà anh chị mua được giá vốn thấp ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này và chúng ta chờ cái phản ứng giá ở vùng đỉnh này. Và nếu nó vi phạm cái vùng đỉnh này, tức là nó có phiên mà bị bán vỡ vùng đỉnh này, khi đấy anh chị mới nên bán ra. Bởi vì sao? Bởi vì là cái xu hướng tăng của nhóm này hay là của SSI này nó vẫn giữ nguyên, chứ nó chưa có vi phạm bất kỳ một cái vấn đề về mặt xu hướng hay là về giao dịch nào trong ngắn hạn cả. Thậm chí hôm nay chúng ta nhìn thấy một cây nến mà rút chân khá là mạnh của SSI trong phiên ngày hôm nay, cho thấy rằng cái lực cầu ấy, trong phiên ngày hôm nay nó khá là tốt trong với một vị thế mà thị trường chung đang giảm khá là mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ các cổ phiếu này. Rồi những cổ phiếu như là VDS cũng thế ạ. Trường hợp VDS này thì nó hơi yếu hơn một chút so với SSI. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có cái cơ sở để chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Yếu tại sao là yếu ạ? Bởi vì hôm nay chúng ta nhìn thấy một cây nến này giảm 6,6%, đúng không ạ? Cây nến đặc thân giảm 6% đóng cửa gần thấp nhất phiên. Trong khi đó SSI thì chúng ta thấy một cây nến rút chân rất là dài, đúng không ạ? Cho thấy rằng rõ ràng SSI ở vị thế hiện tại đang khỏe hơn cổ phiếu này rất nhiều. Do đó thì nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có thể đặt cái vụ dừng lỗ của anh chị đâu đó quanh vùng 36. Nếu nó vi phạm vùng giá này trong một vài phiên sắp tới thì anh chị có thể cân nhắc anh chị bán ra ngắn hạn cổ phiếu này. Còn cổ phiếu SBS là cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi thì các rất nhiều cổ phiếu chứng khoán nhỏ tăng rất là mạnh trong cái nhịp vừa rồi, đúng không ạ? Thì SBS cũng không ngoại lệ. SBS sau một cái nhịp vượt 17 này nó tăng khá là tốt lên trên vùng 21. Và ngày hôm nay anh chị thấy một cái nến ngày hôm nay đã có thời điểm SBS test lại đúng cái vùng 17 này. Đúng cái vùng cản trước đó đã vượt và rút chân trở lại, cho thấy rằng cái lực cầu của phiên hôm nay của quý này nó cũng khá là tốt, đúng không ạ? Ta nhìn thấy cái bước dưới của nến nó khá là dài. Và cái sự mà cái cây nến nó dài như này, một phần nó đến từ việc cái sự hoảng loạn ở trong phiên giao dịch khi mà chúng ta nhìn thấy thị trường giảm, thời điểm đấy thị trường giảm rất là nhanh và rất nhiều cổ phiếu Linh thấy là có thậm chí là cổ phiếu bị bán sàn nhé. Sau đó cuối phiên này đóng cửa giá xanh, cho thấy rằng là cái lực bán nó diễn ra khá là nhanh,
một phần đến từ cái tâm lý. Thứ nhất là nhà đầu tư đã thấy là có lời khá nhiều rồi. Cái thứ hai là cái áp lực bán phiên này nó cũng khá là lớn, đúng không ạ? Nó khiến cho chúng ta có những cái nến như này. Còn nhìn thuần về nến này thì rõ ràng anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Cũng chưa có cái tín hiệu nào nó đáng ngại ở cổ phiếu này trong ngắn hạn đâu. Tuy nhiên nếu anh chị mà mua ở những cái vị thế nó cao hơn một chút này thì anh chị cũng nên tuân thủ cái nguyên tắc cắt lỗ của mình. Tức là nếu vi phạm nguyên tắc cắt lỗ anh chị đề ra lúc đầu ấy, thì anh chị cũng nên cân nhắc anh chị bán ra. Còn về mặt xu hướng thì nhóm chứng khoán nhìn chung vẫn đang khá là tích cực, chưa có một cái vấn đề gì xấu ở nhóm này cả. Cảm ơn anh Linh ạ. Và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Tuấn Phúc. Có câu hỏi đó là cho hỏi về chiều mua và chiều nắm giữ của khối bất động sản. Thế tuy nhiên thì về khối bất động sản thì trong đầu chương trình lúc mà anh Linh có phân tích chuyên sâu về các ngành thì anh Linh cũng đã chia sẻ với quý nhà đầu tư rồi ạ. Thì quý nhà đầu tư có thể xem lại ở phần đó để không bị tốn quá nhiều thời gian ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang luôn câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư, đó là Trần Khánh Duy. Đó là cho em hỏi về chiều mua của DBC ạ. Dabaco là một cổ phiếu cũng khá là mạnh trong giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì cổ phiếu cũng đã test lại cái vùng đỉnh trước đó, đâu đó nằm quanh vùng tầm 62 cho đến 64, cái vùng đỉnh trước đó mà cổ phiếu này đã vượt qua, đúng không ạ? Một cái nến test hôm nay cũng có cái sự phản ứng giá của cổ phiếu, sự phản ứng giá nhất định khi mà chạm lại vùng này bằng một cái nến rút chân khi mà chạm cái vùng hỗ trợ. Lượng giao dịch hôm nay cũng có cái lớn hơn trung bình của 20 phiên. Nếu mà anh chị mua vào cổ phiếu này, anh chị đang quan tâm đến cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi cái diễn biến tiếp theo của giá ở cái vùng quanh cái vùng 64 này. Là cái vùng mà trước đó là vùng, bây giờ là khá cự, bây giờ là vùng hỗ trợ rất là mạnh cổ phiếu. Chúng ta chưa vội tham gia khi mà cổ phiếu nó về cái vùng này nhé, bởi vì chúng ta tham gia khi mà về vùng này thì chúng ta sẽ có những cái rủi ro là nó phá thẳng đường đây luôn. Thì chúng ta sẽ bị dính cái thua lỗ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần chờ những cái nhịp, ví dụ như nhịp này anh chị cần chờ những nhịp như này chẳng hạn này. Đó, ít nhiều chúng ta nhìn thấy một cái sự tích lũy hay là sự giằng co quanh cái vùng này và có sự tín hiệu xác nhận thì chúng ta tham gia vào cổ phiếu này. Thì đây là một cổ phiếu mà cũng đã vượt đỉnh, nên là anh chị cũng có thể quan tâm đến những vấn này. Tốt nhất chúng ta nên quan tâm đến cổ phiếu đã vượt đỉnh trong thời gian vừa rồi và chúng ta chờ những cái nhịp, đây là gọi là cái nhịp pullback đây, điều chỉnh trở lại sau một cái giai đoạn vượt đỉnh đây, thì chúng ta chờ tín hiệu giá ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc chờ tín hiệu để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào ngắn hạn cho cổ phiếu này được. Cảm ơn anh Linh ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Nguyễn Thị Tuyết. Với câu hỏi đó là anh Linh cho em hỏi, hôm nay có phải là phiên phân phối đỉnh không? Nếu đúng thì thường phân phối như vậy diễn ra khoảng bao lâu ạ? Nếu mà nói về phân phối đỉnh, như hôm qua có một anh chị hỏi về phân phối đỉnh, thì cái dấu hiệu của việc phân phối thì anh chị sẽ thấy rằng có một cái chúng ta rất dễ dàng chúng ta nhận diện, đó là phân phối, đó là cái giai đoạn mà chúng ta nhìn thấy cái sự chênh lệch của mặt cung và cầu, đúng không ạ? Trong đó thì cung sẽ vượt cầu. Cung vượt cầu ở đây có độ là gì ạ? Tức là cái cung ấy nó sẽ dần nó chuyển sang tay cái hàng ấy, nó sẽ chuyển từ cái tay của nhà đầu tư tổ chức sang các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đúng không ạ? Nó thể hiện qua những cái việc mà xuất hiện những cái phiên bán rất là giảm, rất là mạnh, khối lượng gia tăng, đúng không ạ? Sau đó là một vài cái phiên giao dịch hồi phục, xong là tiếp tục lại tái phân phối. Thì thường thường cái quá trình phân phối nó sẽ diễn ra khá là dài, đúng không ạ? Nó có thể bằng cả hàng tháng trời, đúng không ạ? Trong khi đó những cái đáy thường thường nó sẽ tạo đáy thường thường sẽ rất là nhanh, đáy thường thường là đáy nhọn. Và đỉnh thì thường thường là phân quá trình phân phối, thường thường nó là một cái đỉnh khá là tù, nó giống như anh chị tưởng tượng, nó giống như cái cây nấm ấy, đúng như cây nấm ấy, thì cái quá trình phân phối nó hình thành y như thế và nó sẽ cần phải thời gian để một cái lượng hàng lớn có thể bán ra thị trường mà không bị ảnh hưởng về mặt giá. Thì đấy là chia sẻ qua cho chị. Còn về nếu mà anh chị mà đọc cái cuốn sách về làm giàu qua chứng khoán của O'Neil thì họ có nói rằng họ đến ngày phân phối thì họ có định nghĩa rằng ngày phân phối thứ năm thì là những ngày năm đến ngày thứ bảy thì là cái ngày mà chúng ta sẽ thường thường sẽ là phân phối xong, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cá nhân Linh thì không quá bị kẹt vào trong vấn đề đấy, bởi vì mình sẽ tập trung phân tích những cái diễn biến của thị trường. Rồi cái cung cầu, cái hành vi trên thị trường như thế nào để chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta đưa ra cái chiến lược phù hợp ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì rõ ràng như Linh trao đổi hôm qua ấy, thì chúng ta đừng bị quá kẹt vào cái vấn đề là đang phân phối hay là đang như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái việc chúng ta quản trị cái danh mục. Ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà chúng ta quản trị danh mục ấy, nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc chúng ta ngồi chúng ta dự đoán thị trường nó sắp tới nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Quản trị danh mục là chúng ta sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ, xem các cổ phiếu đấy diễn biến hàng ngày nó như thế nào, nó tốt lên hay nó xấu đi,
và nếu nó xấu đi chúng ta sẽ hành xử như thế nào. Thì đấy là cái mà Linh nghĩ rằng nó quan trọng hơn trong cái thời điểm mà, đặc biệt là cái thời điểm mà thị trường nó đang khá là nhạy cảm hiện tại, đúng không ạ? Khi mà rất nhiều các nhà đầu tư cũng đang nghĩ rằng thị trường trong giai đoạn phân phối, đúng không ạ? Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về câu hỏi của chị. Vâng, cảm ơn anh Linh ạ. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Huy. Đó là bạn có hỏi là anh cho em hỏi về chiều giữ của mã BSR. BSR. BSR thì anh chị như hôm trước hôm qua có một anh chị cũng hỏi về cổ phiếu này, đúng không ạ? Thì hôm qua thì Linh cũng chia sẻ là cổ phiếu phiên ngày hôm qua nó khá là tiêu cực khi mà nó để vỡ cái vùng hỗ trợ ngắn hạn đâu đó quanh vùng 24. Cái vùng cái chân đến trong giai đoạn trước ấy, mà nó không bị vi phạm trước kể từ thời điểm khoảng tầm cuối tháng 10, đúng không ạ? Đến thời điểm hiện tại hôm qua là một cái nến phá vỡ với một cái thanh quả khá là lớn, thân nến đặc. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nhìn thấy cái dấu hiệu nó khá là tiêu cực ở cổ phiếu này khi mà tiếp tục là một cái nến giảm điểm với mức độ giảm hơn 6%, thanh khoản gia tăng so với phiên trước cho thấy cái áp lực nó vẫn tiếp tục khá là lớn ở cổ phiếu này. Bên cạnh đó thì chúng ta nhìn về góc độ nhóm cổ phiếu ngành dầu khí ấy. Thì Trung Quốc là cũng đã bắt đầu gọi là bình ổn cái giá dầu trên thế giới trong thời gian vừa rồi bằng cách là bán cái kho dự trữ quốc gia của Trung Quốc, khiến cho cái giá dầu trong cái ngày hôm qua ngày hôm kia giảm, dầu Brent giảm xuống dưới 80, thì nó sẽ gây ra những cái áp lực cho các cổ phiếu nhóm dầu khí trên thị trường trong các phiên dịch vừa rồi. Và hai phiên dịch vừa rồi là hai cái phiên mà các cổ phiếu dầu khí bị chốt khá là mạnh, trường hợp của PVD rồi trường hợp của BSR. Thì nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì trường hợp này thực sự là hơi khó xử cho cái cây BSR thì hiện tại, bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn thì sau một cái đoạn hai phiên giảm khá mạnh thời gian vừa rồi này, thì bây giờ nếu chúng ta bán ấy thì nó cũng khá là khó nghĩ, đúng không ạ? Vì nó đang khá giao dịch ở vùng đỉnh này rồi, ở vùng hỗ trợ này rồi, đâu đó quanh vùng giá 20.5 đến 21 này rồi. Nếu chúng ta bán ở giá hiện tại thì nó sẽ có một cái rủi ro là nó điều chỉnh, nó về lại đây và nó bật tăng trở lại, đúng không ạ? Thì khi thế có hoàn toàn có thể chúng ta đã bán đúng cái đáy của cái nhịp điều chỉnh. Do đó thì Linh có khuyên anh, có chia sẻ với anh chị rằng là trước khi chúng ta mua một cổ phiếu nào đấy, chúng ta cần gọi là cực kỳ rõ ràng là chúng ta sẽ bán ra cổ phiếu khi mà cổ phiếu vi phạm cái mức giá nào, đúng không ạ? Tức là cái mức đấy là cái mức mà cuối cùng là chúng ta sẽ bán ra, thì để chúng ta chủ động hơn trong cái việc chúng ta tham gia giao dịch trên thị trường. Còn nếu mà chúng ta để những trường hợp mà nó bị động hơn, ví dụ như trường hợp của BSR thì hiện tại thì nó rơi vào cái trường hợp nó rất là khó xử, bán cũng không nỡ mà giữ cũng không nỡ, đúng không ạ? Vì nó giảm khá nhiều rồi. Và đó trường hợp này của cá nhân Linh nghĩ, nếu mà cái tỷ trọng cổ phiếu hay cái tỷ lệ tài khoản hay cái tỷ lệ sử dụng đòn bẩy của anh chị nó đang thấp ấy, thì anh chị có thể giữ thêm một chút, chúng ta chờ xem cái phản ứng giá ở quanh vùng giá 21 này nó như thế nào, đúng không ạ? Tức là ở đây chúng ta chờ một cú hồi phục nhé anh chị nhé, chúng ta chờ một cú hồi lên để chúng ta bán ra để chúng ta bớt thiệt hại thôi, chứ không chúng ta không kỳ vọng là cổ phiếu này nó vượt đỉnh cái vùng 25-26 để nó tăng. Ta chỉ cần chờ để chúng ta kỳ vọng một cú hồi lại để chúng ta bán đỡ thiệt giá thôi. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về trường hợp BSR. Thì anh chị lưu ý rằng là lần sau mình cố gắng mình có một cái mừng mức gọi là cắt lỗ cuối cùng vi phạm chúng ta cắt ra, thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái việc chúng ta giao dịch và chúng ta hạn chế được rất nhiều cái thiệt hại cho cái tài khoản của mình. Vâng, và anh Linh cũng có nói là nhà đầu tư nên để ra cái mức cắt lỗ của mình. Thế thì anh Linh có thể chia sẻ với nhà đầu tư là nên để mức cắt lỗ là như thế nào, đúng không ạ? Ở cái mức cắt lỗ thì ở mỗi cá nhân ấy, thì sẽ có một cái mức cắt lỗ khác nhau. Ví dụ cá nhân Linh chẳng hạn, Linh thì Linh có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn, thì Linh có thể đặt cắt lỗ khoảng tầm 70%. Nhưng mà nếu anh chị mà nào mà có cái mức độ là chấp nhận rủi ro thấp hơn ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể đặt mức cắt lỗ đâu đó từ 3-5% từ cái mức giá anh chị mua. Tuy nhiên thì cái mức chúng ta cố định như mức con số ấy, thì nó không thực sự là chuẩn, đúng không ạ? Mà chúng ta cần phải căn cứ vào cái mức lãi trung bình của anh chị trong quá khứ ấy. Ví dụ anh chị đang lãi trung bình khoảng tầm 10%, thì tốt nhất anh chị sẽ nên tất cả các cổ phiếu anh chị sẽ đặt dừng lỗ nếu mà vỡ dưới 5% đó. Và cái thứ hai là để hạn chế cái việc mà chúng ta cắt lỗ, cái điểm cắt lỗ của chúng ta nó quá lớn ấy, thì anh chị nên giao dịch những cổ phiếu mà nó có một cái nền giá tích lũy. Chính vì thế mà Linh rất thích những cổ phiếu mà nó có một cái vùng củng cố hay cũng nền giá tích lũy, để chúng ta hoàn toàn có thể đặt cái mức cắt lỗ ấy, để nó không thiệt hại nếu chúng ta sai. Thì đó là cái chia sẻ thêm của Linh về cái cắt lỗ. Vâng, cảm ơn anh Linh. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Quốc Thanh Nguyễn. Anh có câu hỏi, đó là anh cho em hỏi
về chiều giữ của NKG, HSG, LHG. Với câu hỏi này của anh Quốc Thanh Nguyễn thì lúc phần thứ hai chương trình thì anh Linh đã chia sẻ về hai mã đó là NKG và HSG. Chính vì vậy mà bây giờ thì tôi xin phép được mời anh Linh chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về mã LHG ạ. Nếu mà chúng ta nhìn về LHG ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái từ cái nhịp đỉnh bên 58 này, chúng ta nhìn thấy những cái phiên giảm của long hậu ấy, nó khá là chủ động. Khối lượng giao dịch chúng ta nhìn khối lượng giao dịch ở những phiên bán ấy, nó có dấu hiệu gia tăng, đúng không ạ? Cái áp lực điều chỉnh của cổ phiếu này đến thời điểm hiện tại này nó vẫn khá là lớn, đúng không ạ? Nhìn sang các cổ phiếu khác ở trong nhóm bất động sản khu công nghiệp thì như Linh vừa điểm qua ở đầu phiên ấy, như trường hợp như Kinh Bắc này, rồi trường hợp của SSC này, hay là trường hợp của GVR này, thì đều các cổ phiếu này đều đang trong một cái nhịp nó giảm khá là mạnh. Do đó thì một cổ phiếu cùng ngành như Long Hậu ít nhiều cũng sẽ bị cái ảnh hưởng, đúng không ạ? Nhìn về góc độ giao dịch của cổ phiếu này thì anh chị có thể thấy rằng là cổ phiếu này đang về lại cái vùng mà trước đó khá quan trọng, đúng không ạ? Vùng đỉnh trước đó đã vượt đâu đó quanh vùng giá 50.5 cho đến 52 gì đó, là cái vùng mà trước đó là vùng đỉnh và bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này. Nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng anh chị nên chờ thêm, bởi vì nó đang giao dịch đang có cái sự phản ứng giá vùng hỗ trợ này. Anh chị có thể chờ thêm để chúng ta cổ phiếu này nếu có hồi phục trở lại trong thời gian tới thì anh chị cân nhắc anh chị bán ra. Còn ngược lại, nếu trong trường hợp ấy, cổ phiếu nó vỡ cái vùng dưới này, anh chị có một cái nến mà vỡ cái vùng dưới này thì khi đó anh chị nên bán ra, đúng không ạ? Chúng ta đang có cơ sở để chúng ta nắm giữ bởi vì nó đang ở vùng hỗ trợ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải quan sát cái diễn biến giá trong các phiên sắp tới xem cái vùng hỗ trợ này nó có giá trị hay không. Có giá trị ở đây có nghĩa rằng cổ phiếu nó bật tăng trở lại từ vùng hỗ trợ thì nó gọi là có giá trị. Còn nếu nó không có giá trị, tức là cổ phiếu nó sẽ phá vỡ cái vùng hỗ trợ này và nó giảm tiếp, thì cái thời điểm mà cổ phiếu nó phá vỡ này chính là cái thời điểm anh chị cần hành động rất là dứt khoát. Nó vỡ vùng giá này anh chị sẽ cân nhắc anh chị bán ra. Vỡ vùng hỗ trợ này, đâu đó cái đáy dưới của nó tầm 50.5 này, thì anh chị cân nhắc anh chị bán ra được cổ phiếu này. Đấy là chia sẻ của Linh về trường hợp của cổ phiếu Long Hậu. Dạ vâng, cảm ơn anh Linh. Và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Kira Ng. Đó là cho em hỏi về KBC, LCG, C4G có nên chốt lời chưa ạ? KBC thì cá nhân Linh nghĩ nếu anh chị đã có cổ phiếu này thì anh chị cân nhắc chốt lời của hiện tại. Bởi vì chúng ta nhìn thấy nhỉ? Chúng ta nhìn thấy hai cái phiên mà chốt khá là chủ động ở cổ phiếu này, đúng không ạ? Hai cái phiên mà cái nến rất là lớn. Cái nến rất là lớn đã có một thời điểm cổ phiếu nó tăng. Tuy nhiên ở cuối phiên ấy, cái áp lực bán nó đã đẩy cái giá cổ phiếu xuống cái mức gần như là thấp nhất phiên, hai cái phiên này chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Trong khi đó những cái phiên hồi phục lên này, chúng ta nhìn thấy nó cái chân đến nó khá là nhỏ, đúng không ạ? Nó khá là nhỏ, cho thấy rằng cái lực cầu nó không thực sự là chủ động những phiên này đâu, mà nó thuần chỉ là những phiên hồi phục thôi. Và như Linh chia sẻ với anh chị vừa rồi thì quá trình phân phối của cổ phiếu ấy, thường thường nó sẽ diễn ra thời gian nó dài hơn một chút để đủ thời gian để có thể để bán được, phân phối được cái phần lớn cái cổ phiếu, đúng không ạ? Và trong quá trình đó ấy, thì sẽ có những nhịp mà cổ phiếu giảm, sau đó lại kéo cổ phiếu lại để có thể bán được giá cao hơn, đúng không ạ? Thì đây đang là một cái nhịp, cá nhân Linh nghĩ rằng đang là một cái nhịp phân phối quả của Kinh Bắc ở thời điểm hiện tại khi mà xuất hiện cái đến như này. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ anh chị nên canh để chúng ta bán ra cổ phiếu này trong phiên sắp tới. Về trường hợp của Likuji cũng thế ạ, chúng ta cũng nhìn thấy Likuji không vượt được cái vùng giá này. Đây vùng này khi mà chúng ta nhìn thấy một cái nến đầu tiên này, cái nến đầu tiên là cái nến cho thấy cái phản ứng giá nó bị đóng cửa thấp nhất phiên này, đến phiên này này, phiên hai này, phiên thứ ba này và phiên thứ tư, phiên thứ năm này, năm phiên liên tiếp nó chưa vượt được cái vùng những cái bậc trên cái nến này, cho thấy đây là một cái vùng đang kháng cự rất là mạnh của Likuji ở hiện tại. Anh chị nếu đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đặt cái vùng cắt lỗ, tức là cái vùng mà chúng ta nếu mà vi phạm vùng dưới này, đâu đó nó nằm lại quanh cái vùng tầm 17, 18 thì đấy, quanh vùng 18, nếu vỡ vùng 18 thì anh chị cần nên cân nhắc thì anh chị chốt lời ngắn hạn cho cổ phiếu này khi mà nó vi phạm cái vùng dưới này, tức là đóng cửa dưới cái điểm thấp nhất cái nến này. Trường hợp của Likuji thì nó tích cực hơn so với Kinh Bắc, tại vì sao? Bởi vì là cái cây nến ngày hôm nay này nó vẫn là cây nến cho thấy cái phản ứng giá. Đây chúng ta thấy sau khi chạm điều chỉnh được 18 này thì cây nến lực cầu đã vào và kéo cái giá tăng trở lại, và cổ phiếu nó đóng cửa ở mức 18.6, xa hơn so với cái giá cái vùng hỗ trợ 18, đúng không ạ? Ít nhiều chúng ta thấy cái lực cầu nó có ở cổ phiếu này trong phiên ngày hôm nay. Và cái vùng này nếu nhìn ở phiên ngày hôm nay thì vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi, từ 18 cho đến 20 thôi, chứ cũng chưa có một cái ngắn hạn nó xấu cả. Tuy nhiên nếu mà nó có một phiên nó vỡ cái vùng giá này này
nó vỡ cái vùng đáy dưới thế này, thì anh chị nên hành động, chị nên dứt khoát chị bán ra hàng thứ này, đúng không ạ? Bởi vì nó đã có một quá trình nó tạo hai cái đỉnh ở đây rồi, và nếu nó vỡ ở đây thì nó sẽ confirm, nó xác nhận là cái mô hình hai đỉnh này là thành công, đúng không ạ? Trường hợp của C4G, trường hợp này vừa rồi cũng tăng khá là mạnh trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay thì cá nhân Linh thấy rằng cái lực cầu của cổ phiếu này vẫn rất là tốt, thể hiện qua cái việc cái chân nến này, cái nến này có cái chân nến, cái bước dưới nến khá là dài, khối lượng giao dịch ngày hôm nay cũng không thực sự lớn, đúng không ạ? Do đó thì anh chị nếu mà đang nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta tiếp tục nắm giữ, và chúng ta đặt cái cắt lỗ ấy, ở cái dưới cái vùng giá 18 này, là cái vùng bước dưới của mấy cái nến này, nếu nó vỡ ở dưới cái vùng dưới này thì anh chị cân nhắc anh chị bán ra thôi. Còn trong trường hợp anh chị bán chủ động thì anh chị có thể cân nhắc là những cái vùng giá đâu đó quanh vùng giá 22.5 đến 23 này. Linh nhớ không nhầm là trước mình có vẽ cái Fibo, nó nằm đây, Fibo mở rộng ấy, nó nằm đâu đó cái vùng 161.8 này, có Fibo mở rộng này, nó sẽ nằm ở cái vùng đây, vùng quanh 22 cho đến 23 này, cái vùng mà nhiều khả năng cái giá cổ phiếu nó sẽ có phản ứng ở đây. Thế chị nếu mà mình chốt lời chủ động ấy, thì mình có thể cân nhắc cái vùng này để chúng ta canh, chúng ta chốt lời trong cái gì sắp tới. Còn nếu anh chị nào chốt lời theo kiểu chốt lời dừng bằng cách đặt những lệnh dừng lỗ ấy, thì chúng ta sẽ đặt ở đâu đó quanh vùng 18. Tuy nhiên nếu như thế thì cái mức độ biến động nó khá là lớn, đúng không ạ? Từ 20.6 về 18 thì nó khoảng tầm hơn 10% rồi. Thì những trường hợp này nếu anh chị có lợi nhuận thì anh chị có thể cân nhắc chốt lời chủ động của cổ phiếu này được. Dạ vâng, cảm ơn anh Linh. Dạ vâng, thưa quý nhà đầu tư, thì do là chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đó thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Trần Thị Bích Ngọc, đó là anh cho hỏi về nắm giữ cổ phiếu PWA ạ. À, PWA. Cổ phiếu này là một cổ phiếu mà nếu anh nhìn về lại cái lịch sử của giao dịch của cổ phiếu này trong quá khứ thì anh chị cũng thấy rằng là đây là một cổ phiếu mà cái biến động của nó cũng khá là thường, đúng không ạ? Đây một nhịp mà nó cổ phiếu tăng đây, sau đó gần như là trả lại hết, nhịp trả lại toàn bộ luôn, đúng không ạ? Đó thì đây là lịch sử của cổ phiếu này đã từng có những cái biến động, phiên biến động nó như thế này rồi. Sau đó anh chị cũng cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia những cổ phiếu này, tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng không tham gia cổ phiếu này ở những vị thế chúng ta mua đuổi, đúng không ạ? Nhìn về cái diễn biến giao dịch của cổ phiếu này, chúng ta cũng thấy một cái dấu hiệu khá là rõ ở các phiếu khác, đúng không ạ? Khi mà nó đang có một hai cái đỉnh nhỏ ở đây này, có hai cái đỉnh nhỏ ở đây, và chúng ta nhìn thấy một bằng cái cây nến mà chúng ta cho thấy một cái sự từ chối ở vùng này, hai cây nến, thứ nhất cây nến này, đúng không ạ? Cái thứ hai là vùng cây nến này và giảm trở lại. Thì nếu mà anh chị nắm giữ cổ phiếu này, thì chúng ta có thể cân nhắc những cái vùng giá này này. Tức là vùng hỗ trợ thứ nhất là nằm đâu đó quanh vùng giá 17 đây, vùng này 17-10.5 này. Anh chị là cái vùng thứ nhất đó là cái vùng trung bình của động của 20 phiên, và cái thứ hai là những cái chân nến này, anh chị đến là cái chân nến này của cả cái giai đoạn vừa rồi, nó chính là cái đường gọi là cái đường cổ của mô hình hai đỉnh đấy. Nếu mà nó vỡ cái mô hình này, vỡ cái điểm dưới này, thì khi đó nó xác nhận, nó confirm cái mô hình hai đỉnh, thì khi đó anh chị cần cân nhắc anh chị bán ra nếu có thời gian tới nó vỡ cái vùng giá này. Còn hai phiên gần đây thì chúng ta nhìn thấy những cái phiên rút chân của cổ phiếu này nó khá là tốt. Tuy nhiên thì cái giá đóng cửa của hai phiên gần đây nó vẫn là thấp hơn so với những phiên trước, đúng không ạ? Ví dụ phiên hôm trước là đóng cửa 18.5, phiên hôm qua đóng cửa 18.3, phiên nay đóng cửa 17.7, cho thấy rằng cái áp lực bán ấy nó vẫn xuất hiện ở những cái cây nến này này, bốn cây nến này vẫn cho thấy cái áp lực bán này. Tuy nhiên thì cái lực bán nó chưa hẳn nó chiếm chủ động, bởi vì sao? Vì là có những cái nến này nó rút chân, như cây nến này, hai cây nến này này, cho thấy là lực cầu nó vẫn đang xuất hiện, tạm thời nó xuất hiện thời điểm này và nó đẩy giá trở lại. Sau đó thì ở đây chúng ta mới chỉ đang nhìn nhận đến góc độ là bên mua và bên bán họ có sự tranh chấp ở đây thôi, chứ chưa bên nào thắng thế cả. Và trường hợp bên lại, nếu nó chạm ở đây, nó bật tăng trở lại thì vẫn ok, đúng không ạ? Tức là cổ phiếu này cũng giống như trường hợp Likuzi vừa rồi, chúng ta vẫn đang giao dịch trong một vùng giá này thôi, cũng chưa có gì xấu trong ngắn hạn cả. Tuy nhiên nếu mà cái vùng này mà bị phá vỡ, vùng đâu đó quanh 17.5 này bị phá vỡ trong thời gian tới, thì rõ ràng đó là cái thời điểm mà anh chị cần phải chủ động thoát ra cổ phiếu này. Dạ vâng, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai, câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Trần Khánh Nguyên, đó là anh Linh có thể tư vấn về HAG theo chiều giữa không ạ? HAG và HNG trong cái giai đoạn vừa rồi là các cổ phiếu mà tăng khá là mạnh trong cái nhịp vừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng tăng từ 5.5 lên tận giá 8.5, tăng đâu đó là khoảng tầm 50% trong một nhịp khá ngắn, đúng không ạ? Thì nếu mà nhìn thuần về phiên ngày hôm nay ấy, là một cây nến, anh chị nhìn một cây nến gọi là cây nến bao phủ này.
cái nến bao phủ đúng không ạ? Khi mà cái nến ngày hôm nay đã có thời điểm tăng cao hơn so với ngày hôm trước, tuy nhiên thì sau đó lại đóng, cái áp lực bán xuất hiện và đóng cửa ở mức thấp hơn cái điểm thấp nhất cái nến ngày hôm trước, thì đây đang thấy cho một cái dấu hiệu là gọi là cặp nến, gọi là cặp nến bao trùm ấy. Nó xuất hiện, thường thường xuất hiện ở đỉnh. Thì trường hợp này chúng ta nhìn nhận được sau một cái, nhưng mà chúng ta nhìn trên một bức tranh là cổ phiếu nó đã tăng khá là mạnh thời gian vừa rồi, cái cây điều chỉnh ngày này thì nó cũng chưa thực sự là tiêu cực đâu anh chị. Tuy nhiên thì chúng ta cứ vẫn cần vẽ cho mình những kịch bản để chúng ta đề phòng trong trường hợp cổ phiếu nó biến động, gọi là biến động theo cái trường ngược lại so với chúng ta kỳ vọng, đúng không ạ? Thì cái vùng mà chúng ta sẽ thoát ra cuối cùng ấy, nó chính nằm ở vùng này, vùng này đâu đó quanh cái vùng giá 7.6, 7.5 đến 7.7, cái vùng mà nếu mà cổ phiếu nó vỡ vùng giá này trong một vài phiên sắp tới, nếu nó vỡ vùng giá này thì anh chị cần cân nhắc anh chị bán ra. Thậm chí có những người Linh chia sẻ thêm một chút về cái điểm bán nhé, thậm chí bán cái cổ phiếu nó tưởng nó khó lắm anh chị, mua nó dễ nhưng mà bán cổ phiếu cực kỳ khó luôn đó. Thì Linh chia sẻ thêm một chút, và khi mà cái mô hình này gọi là mô hình đến là nhấn chìm giảm, đúng không? Thì thông thường các nhà giao dịch họ sẽ bán ra nếu mà cái ngày hôm sau cái giá đóng cửa tiếp tục nằm dưới cái điểm thấp nhất là cái nến này thì họ sẽ bán ra đó. Còn trong trường hợp mà anh chị, đấy là trường hợp chúng ta bán ra sớm nhé. Còn trong trường hợp mà nếu mà nó vỡ vùng giá này, anh chị hoàn toàn có thể bán ra tiếp. Thì Linh nghĩ rằng sẽ có hai hướng cho anh chị. Một là anh chị sẽ bán hết nếu mà nó vỡ cái ngày hôm sau ấy, nó đóng cửa, tiếp tục đóng cửa dưới cái điểm thấp nhất cái nến này, tức là đâu đó khoảng tầm 8 chấm dưới giá 8 đúng không ạ? Anh chị sẽ bán hết ra. Trường hợp thứ hai là anh chị sẽ tiếp tục chị nắm giữ, và trường hợp này anh chị sẽ bán ra nếu mà nó vỡ hẳn cái vùng dưới này từ đâu đó tầm 7.6, 7.7 gì đó chẳng hạn, đúng không ạ? Anh chị bán ra. Hoặc anh chị lựa chọn là bán 50% ở điểm này và 50% ở điểm này. Thì đấy là cái cách, ba cái hướng mà Linh chia sẻ với anh chị trong cái trường hợp mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu HAG và chúng ta đang view theo chiều bán ra. Dạ vâng, cảm ơn anh Linh đã chia sẻ cái bí quyết rất là hay để quý nhà đầu tư có thể bán, bởi vì là cái kỹ năng bán là rất quan trọng mà không phải là ai cũng làm được. Đúng rồi. Dạ vâng, và câu hỏi đó cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trước khi kết thúc chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu cho quý nhà đầu tư về các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư có thể tiện theo dõi thêm để tăng thêm kiến thức cho mình. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên màn hình, tôi có chia sẻ đó là ngoài chương trình nhịp đập thị trường ngày hôm nay của chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hàng ngày, thì chúng tôi còn có chương trình la bàn thị trường. Chương trình này các chuyên gia sẽ đưa về những tiêu điểm vĩ mô và cập nhật về các kênh tài sản trong tuần vừa rồi. Và thời gian diễn ra chương trình sẽ là live stream trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần của chúng tôi. Và chương trình thứ hai đó là chương trình tọa đàm đầu tư. Trong chương trình này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và đưa ra nhận định thị trường. Ở chương trình này của chúng tôi thì các khách hàng của VNDirect. Chương trình của chúng tôi sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ thứ tư tuần, và hàng tuần thì chúng tôi sẽ có form đăng ký cho quý nhà đầu tư để tham gia chương trình này ạ. Và chương trình thứ ba của chúng tôi đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở trong chương trình này thì chuyên gia sẽ phân tích về một mã cổ phiếu theo hai phương diện, tích cực và tiêu cực. Chương trình của chúng tôi diễn ra vào lúc 15 giờ thứ năm hàng tuần. Và tiếp theo đó là chương trình Deep Insight bàn tròn chuyên gia. Chương trình này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra nhận định và chiến lược thị trường. Với chương trình này thì chúng tôi sẽ diễn ra một tháng một lần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 cộng đồng ở trên Facebook để quý nhà đầu tư có thể cùng nhau đầu tư và một cách dễ dàng hơn. Thứ nhất đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DeWell. Thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán DeStock. Thứ ba đó là cộng đồng Steel Heart sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DeGo. Và thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính DeLife. Và trên màn hình đây tôi có để lại những cái mã QR code để quý nhà đầu tư có thể tiện click vào đó để tìm thấy cộng đồng của chúng tôi. Thì quý nhà đầu tư hãy click vào những mã QR code mà tôi có để trên màn hình ạ. Và tất cả những thông tin của chúng tôi hay những chương trình của chúng tôi thì sẽ được cập nhật chi tiết ở trong fanpage Trung tâm Tư vấn Đầu tư VNDirect. Thì quý nhà đầu tư hãy nhấn follow page của chúng tôi ạ. Và như vậy thì tôi xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 16 giờ thứ hai tuần sau. Chúc quý nhà đầu tư có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VNDirect. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.